Rồi nước ở đây vậy là mình đâu có sử dụng gì được phải không? Gì đâu, trời ơi, cả nhà mình xem coi cái nước kìa. Tắm là phải tiền là phải mua. À, nước là mình sử dụng, mình tắm đâu là cũng mua luôn ha. Giặt quần áo lâu lâu mới giặt, cái tắm rửa này kia 5-6 ngày mới tắm. Cái nước này sao tắm? Trời ơi, 5-6 ngày mới tắm một lần. Ừ. Trời ơi. Một chai nước mắm. Với lại là một hộp nhang mũi nè. Cái này là quý nè. Quý lắm. Hồi nãy giờ đồ ăn đem ra không phải cái nào phải có hộp cho mũi cả nha. Chắc ở đây mũi lắm không? Trời ơi dữ lắm. Quý người ta làm ruộng người ta mới lúa, dạ. Có lúa rồi người ta mới. Thì bây giờ là bữa nay là mình cũng có nè, có đồ ăn rồi. Chiều nay mình làm ăn một ngon một bữa. Đó là đừng có bắt ốc nữa. Nãy ăn linh định nè. Bữa nay là hồi nãy hình như là cái này là 2 kg mấy thịt đó. Hai ông bà chắc ăn được 2-3 bữa. Đâu có nhiều lắm mà ăn tới 10 bữa. 10 bữa á. Trời ơi có 2 kg thịt mà. 10 bữa hả? Nhín sợ hết rồi. Dạ vâng, kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, hiện tại thì Lê Trung đang có mặt tại ấp Thái Vĩnh của xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng của tỉnh Long An. Thì hôm nay Lê Trung đến đây với em Đạt á cả nhà. Thì em Đạt đang đang chở bao gạo phía sau kìa. Thì hôm nay hai anh em đến đây quay trở lại cái hoàn cảnh của hai ông bà cụ đang nương tựa nhau sống ở trong cái giữa cái cánh đồng bát ngát như thế này cả nhà, vắng vẻ lắm cả nhà. Đó. Anh em đến đây thì cũng thứ nhất là trao lại cái phần tiền và quà của Mạnh Thường Quân, với lại hai anh em cũng ghé đây thăm để thăm ông bà. Ông uống đường khó chạy. Khó chạy lắm hả? Rồi thì bữa nay thì anh em cũng có chở lại đây một số cái phần quà của Mạnh Thường Quân gửi cho hai ông bà cụ nữa cả nhà. Thì đây thì cũng có đồ ăn thịt heo rồi nè, với lại là mấy cái nhu yếu phẩm với gạo. Thôi để mình đi vô trong mình coi cái ông bà ở đâu rồi. Gân gạo vô luôn đi, gân vô luôn đi. Nói không? Thế vậy chứ Đạt nó cũng mạnh lắm nha cả nhà. Ở đâu à? Ở đây đi ha. Bà con mới ghé bà ơi. Xin như nhà hả? Ở đâu? Ở nhà đi. Dạ. Để tôi lên không nổ. Nhiều quá không nổ. Đi. Để đây dùm. Để vô nhà cho bà luôn đi. Đây. Nè đưa tới đây nè anh trai. Dạ. Đến giường nè. Để lại đó đi. Để nhiều quá tôi lên không nổ. Dạ. Ủa ông đâu rồi bà? Ông đi bắt cá kìa. À ông dưới sông hả? Trời, nãy giờ vô không thấy luôn. Đi anh em mình đi xuống chỗ ông nè. Nè, anh cầm máy đi. Đi mình xuống đây nè, ông đang bắt cá dưới này nè. Ủa đang bắt cá hả ông? Mình mà có bắt được nhiều chưa? Ốc. Bắt ốc hả? Ừ, ốc con luộc. À là mình bắt ốc này lên mình luộc ăn. Rồi ốc cũng bự bự không ha. Kìa đó bự bự nhóc luôn kìa. Rồi cả nhà thấy không cả nhà? Thì ông cụ là bắt mấy con ốc u vàng nè để mà làm cái thức ăn hàng ngày. Rồi mình giăng tới lưới đây luôn hay vậy? Giăng kiếm bể có cá. Có cá không? Dở lên có cá không? Không thấy dính gì trơn vậy? Dạ. Thôi bây giờ ông lên đây với con đi rồi chút xíu nữa rồi cái mình có đồ ăn rồi mình khỏi bắt ốc. Có dính không? Có dính lưới con nào không? Không có đâu. Sáng đốn bà cây đó nhận ngót gì lấy củi. À thôi giờ ông đi lên đây với tụi con đi rồi mình có đồ ăn đây nè, khỏi cần bắt ốc. Rồi ốc bươu vàng này mình bắt lên thường mình làm cái gì ăn? Luộc với chấm miếng mắm. À. Tương nữa. Ờ. À. Đây đưa tay đây con nắm lên. Thôi xào với lục bình nha. Ờ. À. Xào với bông lục bình này hả? Ừ. Được. Được không? Được. Đây con nắm lên cho đi cho nó tiện dễ. Trời ơi. Mời. Rồi nước ở đây vậy là mình đâu có sử dụng gì được phải không?
Trời ơi, cả nhà mình xem coi cái nước kìa. Tắm là phải tiền phải mua. À, nước là mình sử dụng, mình tắm đâu là cũng mua luôn ha. Ờ, giặt quần áo lâu lâu mới giặt, cái tắm rửa này kia 5 6 ngày mới tắm. Cái nước này sao tắm? Trời ơi, 5 6 ngày mới tắm một lần. Ừ. Trời ơi. Vậy là cái mới đầu cái mình rửa xương xương lấy thùng nước á, à. Rửa xương xương cái. Chứ tắm sao là mười mấy. Để con cầm cái này lên cho. Mười mấy ngàn thùng đó. À, là mình 5 6 ngày mình mới tắm một lần. Ừ. Chứ nước đâu tắm. Hai ông bà liền là công ở nhà. Ở đây đi. Ở đây không có nước nào gì trên kiểu này rồi sao ta? Là mùa phải kêu có cái bồn hay có bồn cái mùa mưa mình hứng, mà cái nhà này cũng không biết sao hứng nước được. Hứng nước mưa. Hứng mấy cái thùng mà mút á. À. Là cũng có nước mưa hả em? Có. Rồi mình rửa giò, trời nó. Rửa cái chân thôi. Để chút nữa đi xuống dưới cái dũng nữa. Rửa, xuống dũng rửa hả? Ừ. Thôi mình rửa sạch đi rồi con với ông ngồi nói chuyện xíu. Đây nè, nước đây nè, vô đây xấu rồi rửa. Ừ. Ở đi xuống dưới dắp té. Đây. Để đi dép xuống. Cái tay trà. Ừ. Hình như cái bàn chân của ông bị mất hết mấy ngón luôn hay gì đó bà. Còn có 3 ngón. Mất hết 2 ngón rồi. Này dám không? Rồi ở đây là mình kêu người ta chở nước vô cho mình luôn hay sao? Hay là mình đi vô ta chở. À. Mang dép vô nè. Sáng bán được 40.000 đặt chuột. À, vậy là ngày hôm qua mình đi đặt chuột, sáng mình bán được 40.000. Hai bữa hả? Sớm nãy em mua lại luôn anh Trung. Ừ. Sớm chứ rồi. Chuột có bự không à? Cả nhà nghe thấy tội không cả nhà? 5-6 ngày mới tắm một lần. Cái này... Nữa không? Đi. Cái này nó có mùa, chắc mùa nước nó mới có nước mình sử dụng được hả không? À, tới mùa khô này đâu có hả? Ừ. Bơm vô á. Dạ. Ta làm ruộng người ta bơm vô. Ừ, cũng như là mùa ruộng là cái kênh này nó có nước người ta bơm vô để người ta bơm ruộng á. Là mới có nước. Ờ, chậm bơm. Ủa hình như là mình ở đây có cái tấm pin năng lượng rồi phải không? Có, mình chưa. Ở đâu có mà. Đây. À, cái này là của người ta cho mình hay sao? Người ta cho mình. Đó, nhỏ xíu đó. À. Sạc điện thoại với đốt đèn thôi à, chứ không có quạt, không có nấu cơm được. À, là kiểu như là cái tấm pin nó nhỏ quá hay sao? Cái nhỏ quá, không có xài cái kia được. Là chỉ để mình đốt đèn thôi? Đốt đèn với sạc điện thoại thôi. À, ở trên đây thì có một tấm pin năng lượng dùng để đốt đèn rồi cả nhà. Cho nên là Lê Trung không có mua cho ông bà cái tấm pin, là để dành tiền để trao thẳng cho ông bà để ông bà có sử dụng vào mục đích khác. Như là tôi nó xét quá đồ hứng người xuống uống đổi đen thui thì uống không được. Cái này ở đây thì nó bụi này bay lên mình cũng hứng nước uống cũng nguy hiểm lắm. Nguy hiểm. Thành ra nước đẩu. Ổng văn lưới đó hồi tối tôi đi thăm đó. Văn lưới kiếm rắn. Tôi đặt bẫy bán rồi anh lấy tiền đổ nước uống. Dạ. Yeah. Với tắm. Dạ. Yeah. Với tắm nước ở dưới sông nó ngứa quá gãi thành ghẻ luôn. Chị không nổi hả? Không nổi. Phải mới tắm này nè. Kêu lần 5 thùng nước gọi điện kêu người ta đem lên. Người ta ở dưới tú ở dưới. Ờ. Dưới cái cầu Thích Kỳ đó. Là ông Dũng gì đúng không? Ờ ông Dũng. Ở đây mình có rộng cái gì đây? Đây, sáng tôi đi bắt cá ở đây. Đây nè cả nhà, bắt cá cá rô non, cá rô bí á. Bắt ở dưới cái mương kìa. Cũng có mấy con bự nè. Có chứ, có bự, có nhỏ trong đó. Rồi cái này mình rộng để là mình lấy dành ăn hả sao bà? Để dành ăn. Cả nhà thấy không? Đó. Ừ, rõ nó nhảy ra. Nhảy ra rồi. Rồi một bao nhiêu đây là mình ăn được mấy ngày? Đã từng lễ rồi. Thấy gì có một miếng cá bằng lại. Vậy thấy vậy chứ cả ký con. À cả ký luôn. Ừ cả ký luôn á. Đi bắt ở dưới mường kìa. À. Sáng đi bắt thẳng chân nè. Thôi bà với em ra đây nói chuyện cho nó mát. Rồi mấy bữa nay mình có đi nhặt ve chai không bà? Có.
bữa nay đang nhặt được bao nhiêu ếch rồi? Có miếng gì đây. Xa quá, nắng quá. Nắng quá đi gì nổi. Nắng quá đi không nổi. Rồi mấy bữa nay sức khỏe mình nó ổn không? Cũng được. Cũng đỡ. Cũng đỡ ha. Kiểu như là mình cũng nhờ hên cái là không có bệnh gì nhiều, cũng đỡ ha. Có đau hai cái đầu gấu thôi à. Dạ. Với đau lưng có hai cái đó à. Đã đi nắng quá vô gốc cây ngầu đã đi tiếp. Dạ. Đi khúc đường về chứ không có đi xa. Hồi đó là đi xa chứ giờ. Ở đây là ở đây vòng vòng là mình đặt bẫy vòng vòng theo đây thôi hả? Ừ, đâu có đi xa đâu. Đặt vòng vòng cái bờ hả? Không đi xa, đi xa thì không nổi. Yeah. Nè, bẫy chuột. Là mình đặt hết nhiêu đó, một đêm là mình đặt hết nhiêu cái đó. Ừ. Ở cái đó được nhiêu cái? 50. 50 cái. Ừ. Hai đêm mới bán được 40 ngàn. Trời ơi. Có đêm không được cái đêm không được 40 nữa không được đâu, dễ gì là một ký mình là mà bán được 50 ngàn mà hai đêm là không được 50 ngàn luôn, không được luôn, khó lắm. Khi có khi không à, có khi được khi không ha. Thì cũng có được chút đỉnh đổi nước rồi ha. Đổi nước là đổi nước uống. Thì hôm nay á, anh em tụi con ghé đây thăm ông bà trước, thăm ông bà sau nữa thì con cũng ghé đây á, con cũng gửi lại cho ông bà đây cái số tiền của Mạnh Thường Quân đã nhờ con chuyển cho tới ông bà. Thì bữa nay con có mua theo đây cho mình là nãy cái thịt heo này với cái này là hết luôn là 200 ngàn. Dạ. Là cái này với 200 ngàn, với trong đây cái phần đây là có trong đây là được một thùng mì. Một thùng mì với lại là mắm muối mì chính đâu đó. Thuộc gì cứng như đặc. Hả? Thuộc luôn hả? Đây ở đây. Ở đây thì con có mua cho ông bà nè, một bịch hạt nêm, một bịch bột ngọt nè. Một bịch muối. Một bịch đường, một chai nước tương, một chai nước mắm, với lại là một hộp nhang mũi nè. Này là quý nè. Quý lắm. Hồi nãy giờ đồ ăn đem ra không phải cái nào phải có hộp nhang mũi cả nha. Chắc ở đây mũi lắm không? Trời ơi dữ lắm. Một cây vậy đó, một khoanh vậy đó là tôi xài tới 3 ngày. À, xài thoải mái đây, để cho nó tối ha, tối rồi bắt đầu có mũi cái mình đốt rồi cái bắt đầu tấn mụn đàng hoàng cái vô cái vụi vậy chứ ở trong này khó mua lắm. Cả nhà thấy không, đồ ăn đồ uống đồ ăn cực khổ vậy mà không có thấy đồ ăn không khoái mà lại khoái cái hộp trong mũi. Đây với cái đây có thêm một thùng mì nữa nè. Thì hồi nãy tổng cộng hết cái này là 500 phải không, 500 với một bao gạo. Là cái phần đó, cái phần đồ ăn này nè, thùng mì với một bao gạo là của chị Trịnh Thị Kim Sự. Với lại là cũng chị Trịnh Thị Kim Sự thì có gửi về cho mình thêm là tổng cộng hết là 4 triệu nhưng mà con trích ra 1 triệu 3 để mà con mua ba cái nhu yếu phẩm với là một bao gạo. Là cái phần tiền của chị Trịnh Thị Kim Sự là còn lại được 2 triệu 7 phải không? 2 triệu 7. 2 triệu. Hả? 4 triệu. À, còn lại 2 triệu 7. Để con đọc cái số tên của Mạnh Thường Quân lên cái. À,
Thì quý ông bà cô chú anh chị thì hôm nay á Lê Trung đến đây thì cũng được cái sự ủy thác của quý Mạnh Thường Quân gửi về đây cho ông bà mình. Thì bây giờ Lê Trung xin phép công bố cái tên của những vị Mạnh Thường Quân đã gửi cái phần quà cũng như tiền về cho hai ông bà. Thì bây giờ Lê Trung sẽ công bố cái tên của những Mạnh Thường Quân lên nha cả nhà. Thì Mạnh Thường Quân đầu tiên đó là chị Loan gửi về cho gia đình mình 1 triệu. Chị Hiền thì gửi về cho gia đình mình 1 triệu. Chị Trịnh Thị Kim Sự á, thì gửi về cho gia đình mình 4 triệu. Nhưng mà chị có nhờ Lê giờ nhờ con á là mua những cái nhu yếu phẩm này với là 1 bao gạo. Thì chị Kim Sự á, cũng có nhờ con mua 1 tấm pin năng lượng, nhưng mà con thấy nhà mình có rồi. Có. Dạ thì mình cứ xài đỡ đỡ đi. Còn cái tiền thì con sẽ để lại cho ông bà mình, ví dụ như có thuốc men, đồ nước nôi đồ đó. Nó còn chỉ trích ra 1.3 triệu để con mua cái này với gạo trong kia. Chị Nguyễn Bảo là hỗ trợ gia đình mình 500.000. Một Mạnh Thường Quân xin được dấu tên gửi về cho gia đình mình là 400.000. Tổng cộng hết là mình được hỗ trợ là 6.900.000. Nhưng mà trích ra ở đây là 1.3 triệu, còn lại là 5.600.000. Rồi bây giờ thì con sẽ hỗ trợ cái phần tiền còn lại cho gia đình mình. Rồi bây giờ để con đưa từ phần cho ông kiểm luôn nha, chứ để đưa con đưa một cục hồi thiếu ấy chết luôn. Đây để con đưa từ người đi cho ông bà mình thấy rõ. Thì phần 1 triệu này là của chị Loan nè. Đó. Phần của chị Hiền 1 triệu nè. Phần của chị Nguyễn Bảo là 500. Còn Mạnh Thường Quân dấu tên là gửi gia đình mình 400. Đó. Còn ở đây là để coi còn đây 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 27. Còn 2 triệu 7 này còn dư lại là của chị Trịnh Thị Kim Sự. Đây con gửi cho ông. Đầu đứng rồi tí. Rồi thì có ông với bà có lời nào gửi đến mấy vị Mạnh Thường Quân không thì mình cứ ngồi cũng được, không cần phải đến ngồi. Tôi cũng rất cảm ơn Mạnh Thường Quân với mấy chú ở đây lại tới quê hương này, cũng quê hương của xứ người ở đây, rồi thành ra ở đây chị cũng ăn ở đây là cũng đất của nhà nước người ta cho ở chứ không có dám cắt cái gì bự gì. Hỏi là gì không? Cảm ơn hết tất cả. Nhờ mấy Mạnh Thường Quân với cô bác anh chị em mà kia giúp đỡ được thì mừng lắm. Không có gì qua quý mặn này. Thì lại xe lợi là không quên cái hộp nhân ngủi. Ban đêm là tôi đố hoạt tiện lắm, đâu có dám vô mùng sớm. Còn nếu mà ngồi ngoài đâu có dám ăn cơm ban đêm đâu, không có. Chẳng giảm. Giờ là ăn cơm rồi. Nãy mình con cũng nghỉ ở đây, giờ nó cũng không có mũi nhiều, bây giờ cục dữ lắm hả? Dữ lắm. Chiều 6 giờ là chung vô mùng ngầu. Ngồi. Còn hả ngầu đó. Thôi giờ mình cứ đốt đi, đốt thoải mái đi, rồi ví dụ như là ra ngoài ngầu chiều cái mình đốt đi, để nó mũi nó chích vậy chứ nó bệnh dữ lắm. Rồi hết thì con mua lên cho. Ngoài uống nước trà thì đốt. Dạ. Ngủ thì tắt nhăn mũi vô mùng nằm ngủ. Dạ. Kệ nó kêu ngoài, kêu kệ nó, quả nó vô mùng, nó ngồi vô mùng nữa, có cái đèn đó mình soi. Dạ. Nào soi. Tội nghiệp. Rồi cái bàn chân mình sao còn có hai ngón rưỡi vậy? Hồi đó mà đi tắt đìa. Tắt đìa là nổ trái hay sao? Đâu có tắt đìa rồi cái bơm nước á, bơm lên. Cái tàu bò hả? Cái bắt đầu mình thọt vô lấy rác vậy nè. Rồi cái nó quấn xiết rồi. Mà đó còn nhỏ.
Rồi thì hôm nay anh em tụi con đến đây thì cũng với cái mục đích là thứ nhất là thăm ông bà, sau nữa thì anh em tụi con cũng trao lại cái phần tiền của Mạnh Thường Quân. Yeah. Thì con cũng hy vọng là với cái số tiền này có thể giúp cho ông bà mình trang trải được một ít trong cái cuộc sống của mình hàng ngày. Cảm ơn quá trời. Yeah. Tính mùa này mà không có Mạnh Thường Quân với mấy chú chắc không biết sao, chắc không biết gạo nào ăn nữa. Người ta làm ruộng người ta mới lúa. Dạ. Có lúa rồi người ta mới thì bây giờ là bữa nay là mình cũng có nè, có đồ ăn rồi, chiều nay mình làm ăn một ngon một bữa. Đó là đừng có bắt ốc nữa. Nãy ăn linh định nè. Dạ, bữa nay là nãy như là cái này là 2 kg mấy thịt đó. Hai ông bà chắc ăn được 2-3 bữa. Đâu có nhiều lắm mà ăn tới 10 bữa. 10 bữa. Trời ơi, có 2 kg thịt mà ăn 10 bữa hả? Nhín. Sợ hết rồi. Hái này kia nọ cái mình chấm ăn bột. Vì nước nó cạn hết trơn rồi hết cá bắt rồi. Ừ. Vậy phải kho quá chứ phải kho. Nếu mà mình để như vậy thì mình phải kho hay gì để lại. Kho. Đâu có gì đâu trữ lại. Cái là mình ví dụ như mình cắt ra miếng bánh mình nấu canh hay gì đi rồi chiều nay ăn buổi chiều. Cái còn phần còn lại cái mình kho để dành. Kho để dành. Dạ, chứ để mà mình để ngoài sợ nó hỏng á, nó hư. Không có tủ lạnh thành dạ, nó hư. Dạ. Nó kho để dành vậy ăn một cái tủ à, thì, một ngày. Thì mì tôm đâu nè, thí dụ như mình bữa nào mình thí dụ bữa nào mình yếu yếu cho mình á, mình không có đi bắt con ốc con cua được thì mình nấu một gói ăn. Trời, tôi nấu canh dạ. Nấu làm canh á. Dạ. Cái đem ra hai chồng ăn. Dạ. Nấu gói mì vậy á, nấu nước nhiều nhiều á, ăn với làm canh, ăn với cơm. Dạ. Dạ vậy cũng được. Chứ giờ tôi hỏi chứ làm sao? Dạ. Đi hái rau muống, rau đột nhãn lồng gì đó về luộc chấm. Dạ. Chấm với mấy con cá nãy á. Lấy kho. Kho là lấy nước chấm ăn. Dạ. Chứ giờ nó hỏi chú chứ ăn nhiều quá lấy đâu có ăn nữa. Giờ ruộng nó khô ráo rồi. Giờ chừng nào ta xạ lúa nó lên cao rồi mới có lúa nó lên cao rồi mới có cá. Dạ. Thôi bây giờ thì bữa nay anh em tụi con đến đây thì cũng cái phần tiền thì con cũng đã trao cho ông bà rồi ha, với ba cái nhu yếu phẩm thì con cũng trao rồi. Thì cái phần tiền này mình giữ kỹ nha, để lớn tuổi thì để quên cái là uổng lắm á. Nhiều đây chứ là nhiều đây là mình đặt 70, một ngày 40 là cũng nhiều lắm đó. Cũng lâu lắm mới được đó. Rồi thì hôm nay thì anh em tụi của Lê Trung đến đây thì cũng với cái mục đích vậy thôi cả nhà. Thì cũng trao phần tiền của Mạnh Thường Quân gửi lại cho ông bà với lại là một số nhu yếu phẩm. Thì Lê Trung cũng xin phép thay mặt hai ông bà gửi lời cảm ơn tới chị Loan, chị Hiền với chị Trịnh Thị Kim Sự, chị Nguyễn Bẩu với lại là một vị Mạnh Thường Quân xin được giấu tên. Thì xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý Mạnh Thường Quân. Cảm ơn quý mấy người. Dạ rồi thì đến đây thì Lê Trung cũng xin phép kết thúc video luôn nha cả nhà. Nếu mà cả nhà mình có thấy cái hoàn cảnh của ông cụ khó khăn như vậy mà cả nhà mình muốn hỗ trợ cho ông bà thì có thể liên hệ trực tiếp với Lê Trung để Lê Trung sẽ là cái cầu nối trung gian giữa Mạnh Thường Quân và gia đình của ông bà để Lê Trung có thể nào góp phần để giúp ích thêm cho ông bà. Rồi xin chào cả nhà. Dạ, cảm ơn.